Dạ em Bắc Bình xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là các anh chị thấy cái khung cảnh này quen không các anh chị? Phải không? Vâng, thì Bắc Bình nói luôn, đây chính là cái căn biệt thự, cái nơi mà căn biệt thự của em Quý nè các bạn chị. Vị trí này nè là cái căn biệt thự của em Quý á. Thì ngày hôm nay thì em có mặt trên đây á, là em nói là ngày mai chuẩn bị lợp nhà cho em Quý. Thì Quý nè, thôi thì là để em đi kiếm mồi đặc sản để đãi anh em ngày mai lập nhà đó. Thì hôm nay là Quý qua đây là kéo mồi đặc sản của miền Tây, miền quê luôn các anh chị, đó chính là tép bò, cái lòng tông bay đó. Thì đi hôm nay là có Dương Út nữa nè, Dương Út thì đang chài đó, Dương Út nãy thấy Dương Út chài con chài hết mấy con cá nữa rồi, con cá lau kiến, cá lau kiến hầm xả là còn gì nói hết Dương Út. Đây những lúc chai nè, nó kéo mương bên đây vậy. Con không biết nữa, dính chì dính tay hả? Và Bắc Bình nói luôn là vị trí này là cái chòi của em Quý. Em Quý đã dở hôm trước Tết các anh chị, nói hôm mấy á, thì Quý dở lần về bên nhà ông nhà vợ ở bản ăn Tết ở bản. Thì sữa cần câu gì vô Úc đặng dính cá lóc thì gì những cá lóc thì dễ lao rồi à, những cá lóc thì vậy à, em mới lúc đằng này la chạy lại mệt á. Rồi, lưới ai văng lưới chim, dính chim quá trời luôn. Rồi, dính lưới chim, dính lưới nhóc rồi, không bắt luôn. Dính cá lóc hả? Đâu? Trời ơi, đã nha, cá lóc đồng. Cá lóc nữa hả? Ngoài là cá lóc nữa kìa. Ủa, miếng lưới nè có cái tùng ở đằng sau không? Dạ không. Kéo vậy hồi nó dội hết làm sao? Vô đó. Nó vô gì bực con lưới á. Ông ngoại em kéo đụng cáo quá trời. Ngoại la quá trời.
Quy quy đi đi lẹ lên trước đó, để dọn lại quy, chặt gốc lại quy. Rồi giờ quý với ông ngoại ốp lưới vô nha quý anh chị. Cá nhóc à. Ôi lòng thấm kìa. Ôi cái gì anh? Ôi quả trời luôn. Ôi trắng luôn kìa. Thấy lòng thông bay không à? Bay không à? Vũ vũ vũ. Là nó kéo một cái nóc luôn. Ôi lòng thông không thấy tép vậy. Không thấy tép rồi. Không, vì cái lưới này không không có cái ấy á, không có tùng như này nè, cá nó vô nó ấy đâu à. Có cái chài vừa cút á, vừa cút ngon á. Rút cái đầu rắn là lấy chài kéo ngon á Quy. Nè có tép nữa mà nó ít. Ồ, lòng tông với tép đó kìa. Tép bò nhỏ. Xong rồi coi khô hết sảy ha. Khô khô. Ừ. Khô khô mà... tiêu ha. Khô khô tiêu. Bẻ cái mới cái trời nấu canh ha, canh tép nè. Canh tép được á. Ừ. Được à. Ngon ha ngoại. Ngon. Rồi nghe nói ngoại ông gầy quý nói là sửa nhà gì sửa xong chưa? Chưa. Dạ, lót gạch luôn hả? Lót gạch. Đẹp rồi, chỗ này nhà đẹp rồi. Nhà đẹp rồi. Dạ. Nên quý đánh. Có nhà đẹp và ông ngoại có nhà đẹp luôn. Người ta cũng dầm phụ đã. Dạ. Quý bắt lanh với quý. Không ngày mai mà không ngày không ngày mấy mẹ con sẽ ít thấy lại đằng nhà mới vậy. Giữ dịch kìa. Ở nhà giữ dịch kỳ. Giữ dịch đó. Dọn nhà cha sửa lại á. À, nghe nói bắt được mấy chục dịch hả? 70. Ừ, dịch siêu thịt thế gì? Dịch siêu ngỗng rồi. Siêu ngỗng. À, đã ha. Chuyến này quý cấp cho 70 dịch hả? có nuôi cũng được. Dạ. Đó, có để mình nuôi mình kiếm thêm. Gà mắt đó. Dạ. Gà mắt đó. Rồi nó tép chấu chứ không có nhiều rồi, tép bò không có nhiều rồi. Lấy miệng chà. Chừng nước sao người ta thay nước ra mà nước mà vừa cái chừng nghe làm rồi đi quay phim không? Dạ. Sao được cá lóc nãy hên với cá lóc vừa nha. Rồi vô hang á. Nãy thấy con rồi. Đây cá lóc này là chiều nay gia đình quý là cái bọc cơ quý. Cái bọc cho được xuống đây vậy. Che lại sợ nó gắt tép á. Tại vì chỗ đó nó gắt. Bị lủng á. Bị lủng á. Cá lóc nó một cái che vậy sao được. Cá vậy nó cũng vậy thôi. Lấy nhét lại quý ơi. Rồi cá lóc này. Ú nu ha. Ú nu là đồng. Đồng mà. Cái đồng có chứ cái nó chỗ nào. Ừ nhét là gì đó, nó không ra đó. Lưới đầu thì chắc thất thu quá quý. Không, tại cái tùng nó nhỏ quá à. Cá nó đâm vô, cái bự đâm vô đổ dội ngược lại không. Kiếm là kiếm cá lồng tông bay này ăn cũng được. Cái này lấy giống lóc rồi á. Lưới này nè. Lưới này hả ngoại? Đúng rồi. Lấy giống nhiều lắm hả? Nhiều lóc rồi. Có lưới này ở đây là khỏi cần mua đồ ăn rồi đó. Đúng rồi. Lồi kéo. Trời ơi, kéo một cái một cuốn nó vô nóc. Kéo nó một thao bự. Nghĩ đòi xuống cái gì kìa. À, nó xuống đi cho nó quậy đi. Nó bắt cá với ông ngoại kìa. Bữa nay tóc dài ra rồi đó. Phá mà quậy tối ngày. Bây giờ kéo qua đìa bên đây hả? Qua cái ao bên đây hả? Đìa bên đây là anh đi mò hang. Đâu còn có tôm. Cá lóc thì dễ bắt người ta, nước mình mong người ta nói cái nước cạn nó bắt dính, nước nhiều cũng bắt dính nữa. Không thì vậy không, anh động cái đầu cái có hang chung vô hang à? Ừ, mình động nó trốn ha, trốn vô hang. Cái này trời mình... quá trời luôn Quy ơi, nó đang trời. Cái này mà nước đây cạn đi. Là... Ở đây bây giờ là kéo cá, kéo tép có nè, rồi rau có nè, đâu có tốn tiền nữa. Ừ. Này mà không xiên nữa thì thôi là mình phải tốn tiền ăn đó. Đi cạp đó. Gâu gừng nhóc nè. Cái như mấy cái đọt cẩu chài này nè. Cái trời nè. Cái đó là phải cái trời như hả? Cái trời đó. Chân vịt. Nó là cái trời long. Cái trời kia là khác hả anh Quỳ? Rồi bắt đầu đi xuống cái nè, cái tiền non nè. Nè,
Sao sao thấu hé hả? Dạ. Thấu hé cái trời. Ăn ăn cái ngán à. Thì mặt cái trời muốn chạy luôn. Mặt cái trời muốn chạy à. Tại giờ ở đây nó mì cũng nó, rồi nó canh cũng cái trời luôn. Nó hấp cơm à, ngon lắm ta. Không, trời không, không biết. Cho bao mùi lắm. Nó cầm cái túi đây hỏi kéo lên đây mà. Hồi hồi cá có đâm á mình dở lên luôn ơi. Hồi cá nó đâm mình dở lên liền mới bắt được nó chứ kéo tới luôn nó ấy. Mò cua bắt ốc. Kết quả cái lưới thứ hai coi. Chắc cũng cá đầm. Ôi lòng tâm ơi, nó ủng chảy nó quét. Nước mưa. Quá tận cục dẫn nước luôn. Nước tay thì chỉ. Nước con kia nước. Ô tay sao quá quá gì vậy hỏi làm gì hả dạ đuôi đuôi dữ à đuôi 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 à đuôi dữ à cái gì quý đuôi là gì mày đụng động giò giật mình đó mày. Rồi được nước chảy kéo vào cái gì chạy ngang vào lúc. Hồi hồi lấy dài vườn út kìa kéo. Trời đó thì không dính dính tép đâu trời đó. Mà dính cá phi á, kéo dính phi à. Bắt cá bự á, bắt cá bự anh. Ok thì mình kéo tép cái chài nãy thấy cái lỗ to lắm. Chài nãy trời thưa mà. Chưa, dính đó. Luôn con chuột kìa. Bắt bự vớt chuột. Khó ăn quá quý. Không chạy á. Khó là gì? Người kéo rồi. Cái bò này mà cái vuông nào chỉ có là nó có hoài luôn nha. Mặt luôn. Chết bò. Không lạnh đâu ngoài. Có rượu vô hết lạnh à. Ngày nay em có vô được miếng nào chưa? Vô được chút đó. Chút là nhiêu? Quý. Hấp dẫn chờ đợi quý cái mồi gì đây. Trời cá lóc nữa hả? Hay vậy ta. Mình mong mà dính cá lóc. Nhìn gì được hai cá lóc lại rồi. Kiếm con nữa quý ơi. Tôi tính trốn mà không coi quý. Đâu cái lóc. Ngày nay ông ngoại bắt con Quy bắt con hả? Bắt con. Hả? Nó đâu có vô cái lưới đâu, nó ra nó chạy lại vô hang không?
khô quá nhiều hàng nó chốt khi đó nó cũng dưỡng dưỡng dưỡng. Nó động đó, Dưỡng Út ở đằng trước quăng miệng chài xuống. Chài không hả? Kiến bù quá. Quý đốt luôn hả Quý? Đốt luôn. Tháng mưa chịu nổi. Thôi vô sao bên kia dở dở cái chòi mà không dở luôn hả? Nó để dành mới mốt mình làm vừa rồi nè. Rồi vừa đó hả? Dạ tính là hôi lâu già kìa. Dạ vừa đi chào vừa đi vừa đi chào. Hấp cho đấy, hấp cho đấy. Con số gì đây? Con số gì đây? Lần hấp vậy? Có lòng tông xíu. Tông bay không? Có bay có gì không? Có trắng có tư vô. Ủa? Ừ. Vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Trời, lòng tông không? Nhóc luôn. Có bụi không? Quá trời lòng tông. Đi, 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 đi vòng quá, đi vòng quá. Cái này có bộ bộn rồi nha. Lưỡi thì kiếm ăn được à, còn quá trời cái lòng tông luôn. Không? Một khuôn, một lớn rồi. Phải nước rồng á, giống cá. Tông tươi trong luôn nè, nhảy sôi sói luôn. Trắng tươi. Đúng rồi. Con bị chán chán không? Lưới này nhiều quá. Này hai lưới nó đủ ăn rồi Quý. Mình thấy gì mình kéo lần, cái lần thứ hai ống vô. Khôn lắm. Không, hồi 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 lấy mình chạy Dưỡng Út kéo kéo bắt cái bự á. Kêu ông xuống. Ông kéo. Nó phi con bự lắm. Phải kéo được nhiều nhiều tép tép bò hay mai mấy anh em thợ lập tôn á. Xíu nữa điện cho chú Bao mình là chú. Đường dừa lúc á nó còn mới tin luôn. Dạ. Không, tép bò với mấy cái giường mới lên á, clip mới lên á. Đúng rồi. Ừ. Mới lên á, lúc mới mới gì. Mới tép bò dữ dằn lắm. Kiếm được chừng con lon tép bò thì ha, mai mấy anh em thợ lập tôn của mình luộc gói rau sống. Rồi nước mắm chua ha. Nước mắm chua một cái nữa. Nói hồi chắc về kêu vợ đi 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 lội đi kiếm mua dạng liền mới được. Bất bình với Hoàng nói đứt miếng chảy. Thèm thì bộ lâu lắm không ăn mà. Mấy món ngon. Có rau á, giấm chua hết, sảy luôn. Rồi, bắt tới giờ chưa xong cá lồng tông nữa hả? Nhóc luôn. Nhóc kìa, còn bộ nhóc luôn. Chảng chảng không ha. Nó kho tiêu, khô tiêu. Ngon lắm. Chấm rau. Là kho mắm cũng ngon vậy. Mấy cá lồng tông này kho mắm mới đã. Thất thu quá đâu. Chả không có hả? À? Quý nãy mò được hai cái lóc chả luôn rồi Dược. Họ lấy miền chài, chài kéo bắt cá bự được á, cá phi. Đâu còn như đâu còn ao nào nữa hả Quý? Còn nhiều chả mà. Cái lưới của Quý này sắm lấy biết nhiêu cá rồi đó. Lâu. Lâu. Đi vốn nhiều lắm. Đi vốn nhiều lắm. Rồi. Ở ngoài nó lấy vốn nhiều lắm rồi đó. Nhập luôn. Về trong bông con cá lồng tông đó kìa. Cái này chứ cá dồ. Được mấy nắm rồi đó chứ bộ. Cá lon nè đó. Tết bò á Quý, Quý. Dạ. Nó kéo con cá to rụm mê luôn. Thử ra chợ mua thử coi mua chừng lon cá lồng tông coi. Trăm ngàn ký anh. Bự gạo quá. Hôm vợ em mua nửa ký như 50 ngàn á. Mắc ha, lòng tông mắc hồn lấy chứ bất. Sẽ của bạn bạn có cái bọc tôn. Rồi, xong, lưới thứ hai bắt đầu, lưới thứ ba kéo đâu rồi Quý? Dạ, tôi chứ. Tôi ý, thi hoài chứ. Còn tôi nó xa chứ.
cái anh văng lưới nãy nè, mấy con anh trai, mấy con cá bự bự không nha hả? Ồ 6, 7, 8 con này, con bự bự không nè. Này một lưới một hả? Lưới nãy được mấy lưới gì đủ ăn rồi. Ừ, tươi trong luôn nè, sống nhăn nè. Chẳng chẳng không mày ít nữa. Mày ít đấy hả? Rất thường chắc văng tay cái giác về không, cái đâu sách nổi hả? Có chỗ nhiều quá. À. Cái cây nhiều dở lên ra chục ký á. Thôi rất coi. Thấy mê ta. Cái cây quý mốt mua tay lưới rồi thả ra khỏi mua ăn hàng ơi. Rồi. Ăn luôn rồi. Quá trời luôn. Giờ quý đi kéo cái lưới thứ hai nè. Qua bên kia. Bên đây xong rồi qua bên kia. Ủa dưới này kéo có không ta? Quý nó cắn dưới này ta. Sâu quá. Ủa ngoài dưới này kéo có không? Sâu không? Sâu quá. Sâu hả? Nước cạn á. À đây là cái nước nhiều quá nhiều. Nước cạn á. Nước cạn không cần nước. Nước nhiều, nước ít. Nó nhóc luôn. Quá tài đậu à. Cái gì cái lúa gì quý? Có không? Đi chuột hả? Không. Kéo đây kéo lên trả nè. Dạ. Đây, vườn thanh long. Hư hết trơn rồi. Mấy đọt nữa hư hết trơn rồi, hư tay hết trơn. Được nè, để bự hơn. Tép á. Không có bự nha. Được cũng bộn á. Nhiều nhiều hơn nãy cà, kéo nãy ha. Có, ở đây có cỏ nè cho nên nó có cá nhiều quý ha. Đúng rồi. Ơi thanh long gai quá trời gai anh chị ơi. Quá rồi. Càng càng đây gai đâm mấy cái thanh long cái gai. Rồi, đây bông thanh long.
kéo đều bên kia không hả nghỉ? Kéo đều kia vòng, kéo vòng qua luôn. Vô luôn. Bự khung. Thấy lòng tông này thèm thèm gì bữa nay? Kho khô tiêu ha. Nấu cơm mà chắc nước cơm như ngày xưa ha. Rồi. Chan nước cơm à. Trời ơi. Chan nước cơm luôn. Đúng rồi đó, ngoài chan nước cơm ha. Nước cơm mà xưa chan ngon lắm. Ngon. Bây giờ không, đâu ai chan. Bây giờ đâu ai chan nữa. Đúng rồi. Bây giờ nấu bút ra không à. Nấu củi á, thấy nước cơm ngon. Dí hơn nữa cái gạo mình hồi xưa nó ngon hơn bây giờ. Ừ, bây giờ không có. Giờ nó trà trắng nó hết mẹ chất nhựa. Giờ trời gạo là gạo nó lau sạch hết. Lau sạch. Nên đâu có nước cơm. Mắc, không mắc mấy con ngon cá. Cá bự luôn quý ơi. Cá bự đi quý. Với phần nước cơm đó ăn nó không có độc như bây giờ. Bây giờ toàn xài thuốc hóa học sinh học quá trời luôn. Ủa được gốc con hả? Không được đâu. Cũng có mà. Ít. Gạt quá. Không muốn. Muốn gì nó xe tới lưới lại chừng vậy. Đúng rồi. Nó đâu xuống tới đáy. Muốn tới lưới hết rồi. Lưới là hết thu hả quý? Dạ. Thu rồi. Hết thu à? Hết thu rồi. Mời nó được đóng xuống ngon rồi. Ừ, ra muốn nhiều quá, dướng lưới. Dướng lưới. Có cá lòng tông nhiều quá nè. Cá phi con. Con. Phi quá trời. Ốc nó vậy. Đắng nhóc rồi quý. Đắng con thích nhỏ nhỏ không? Cá phi con hết rồi. Cái này bác được tống. Ừ. Nhiều anh chị không biết con người ta tép bò làm sao nè, tép bò nó nhỏ vậy nè. Đó là tép bò đó. Tép bò đó. Có chỗ kêu bằng tép mũi. Tép mũi. Tùy theo người kêu. Tép mũi nó nhỏ hơn nữa. Ừ. Tép rồng khác tép, nữa. Tép rồng nó khác nữa. Tép bò. Bây giờ về phải không? Mấy rồi được ba con cái về nhà mấy trà trà giải đó sơ làm ba cái con cá lồng tông này chỉ làm cách đó thôi chứ sao làm giải được. Để vô cái gỗ á. Ê, bỏ để vô thau nước cái gì gạo đó rồi nó tóc đó. Tại vì giải nó một lát mà gần không. Chỉ lặt bụng ra đừng cho nó sình thôi. Đi bắt thì khoái lắm. Có ngán gì biết không? Mần. Có chứ mình biết mần của mẹ. Thấy mần lâu quá. Bởi vì người ta nói cái nào cực là ngon à. Phải không? Cực là ngon. Cực là ngon. Cái gì mình làm cực là ngon ăn ngon. Vậy xong phải không? Rồi ạ. Vậy nha. Nếu được tống nó kéo được rồi. Nó muốn quá. Rồi thì bây giờ được nhiêu đó. Kết quả gì nền nhà chứ tốn anh tỷ cát vô luôn. Đi cha đi đi phụ đẩy vô có 2 chiếc cây gùa đó. Để cát vô cái nền rồi ban ra đi. Dạ ban ra. Sáng mình tưới cái nha. Hoặc là tối tưới luôn cũng được. Để em đi khóa cửa nãy chưa. Từ chúng nó đi. Nói chú nói anh đi về thay đồ chứ để cho anh bằng gì. Đi thay đồ chú bây giờ. Đây nè anh chị. Thì hôm nay là
chiều mà Quy với ba vợ kéo được túi cá nữa anh chị. Nhà mũi các chị thì Bắc Bình xin phép kết thúc video các bạn anh chị. Thì lâu lâu em Quý em rủ đi kéo cá ăn tại vì mới lập nhà thì Quý cũng mục đích là đi kiếm cá bự để làm những món ăn để ngày mai lập nhà các anh chị. Thì kéo không có cá bự đâu, mà cá nhỏ nhỏ đó là ngon nhất luôn các bạn anh chị. Bị ở miền Tây rồi nó ngon nhất là cá lồng tông bay với tép bò, nhưng mà kiếm tép bò thì không có, lồng tông bay thì cũng nhiều, cũng cỡ nửa ký hơn nửa ký các bạn anh chị, với hai cá lóc bự đó. Thì Bắc Bình xin cảm ơn tất cả anh chị đã xem video và cũng như đã từng ủng hộ em trong thời gian qua đó, rồi ủng hộ cái quá trình có cái công việc làm nhà của em Quy. Thì Bắc Bình không biết nói gì hơn, thì rất cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi và xem video. Thì Bắc Bình xin tạm biệt tất cả các anh chị và các bạn nha. Đây Bắc Bình tự nhiên đi thấy một về gâu đắng rồi các anh chị. Đây là gâu đắng đất. Dạ thì Bắc Bình xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video sau ạ.